Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gất Việt. Thì cái gia đình Thiền Em bên bờ vũ trụ cả nhà, họ rất là biết làm mình, làm máy rồi làm nổi trên mạng xã hội đúng không cả nhà? Họ rất là biết cách để PR cho bản thân. Đầu tiên á là chúng ta thấy rằng cả chục năm về trước á, thì họ cứ phao tin rằng cái nhà của họ, cái nơi ở của họ là một nơi rất linh thiêng, cho nên hoa u đàm đã mọc rồi, chứng tỏ là một điều sau này sẽ có Phật giáng thế gì đó, đúng không? Cuối cùng thì bị người ta phát giác, người ta phanh phui đó là nấm nhầy rồi là trứng côn trùng thôi. Sau đó thì họ nói là cái cơ sở họ toàn là nuôi những cái thiên tài không à, thì thắng giải trong rất là nhiều cuộc thi. Thật sự thì nói chung là về ca hát, lĩnh vực ca hát thì cũng có một chút gì đó họ hát hay đó cả nhà, hát hay hơn so với một số người. Còn tới tới đạt tới cái mức mà kêu bằng ca sĩ chuyên nghiệp thì chưa tới, nhưng mà họ cứ cho họ là thiên tài. Còn cái chuyện mà những em bé mồ côi đi thi thích tiết kinh hài thì cái chuyện đó khác rồi. Tại vì nếu mà không có mang danh nghĩa là chú tiểu, không mang danh nghĩa mồ côi á, thì mình nghĩ chưa chắc đâu. Cái chuyện đó thì tính sau đi. Nhưng mà nói gì nói thì họ cũng có một cái chút gì đó, cái máu nghệ thuật. Nhưng mà cái quan trọng á là họ rất là biết cách để làm nổi mình, tự cho làm nổi lên ha, làm ồn ào lên. Mà thật sự thì đó là rõ ràng là cách họ làm ồn ào thôi, gây tiếng vang để thu hút dư luận thôi. Chứ thật sự thì nó cũng chẳng là cái gì hết so với xã hội hết á. Và gần đây á, thì khi mà cái vụ việc nó hơi bị lắng xuống chút xíu và view ở trên kênh của Thiện Em á, là view trên YouTube á, bắt đầu giảm đó, thì lại có một cái sự việc đó là Thiện Em bên bờ vũ trụ bị cháy tới nóc nhà. Nhưng mà khi xem cái clip đó thì cái dấu hiệu để lại cho cái chuyện mà cháy đó đó thì nó không có gì nhiều chứ, nó chỉ có là nước rồi gác gì trên đó thôi. Mà cái quan trọng, cái dấu hiệu mà dữ nhất á, là bôi lên mặt của cái thằng bé Đức Tâm á, lọ nghẹ gì đó. Rõ ràng không có nha, đó là cái cách câu view, cái cách gây ồn ào lại thôi. Thì tự nhiên bây giờ chữa cháy mà làm gì mặt mà dính lọ nghẹ vậy, hay là nó tự nó quẹt, nó lấy nó bôi lên. Còn cái chuyện mà cháy chúng ta đâu có thấy cái sản phẩm mà bị cháy lại đâu, chẳng hạn như nệm mút hay là những cái gỗ gì đâu, đâu có thấy đâu, đúng không? Cái nền gạch vẫn bình thường, chỉ có là ẩm ướt nước nào nôi thôi. Cho nên nói mày kêu bằng cháy kinh hoàng tới nóc nhà thì mình thấy cái này có lẽ là quá phô trương rồi, quá la làng lên á, đúng không? Nhưng mà thôi, cái chuyện họ thích làm ồn ào quá thì chúng ta biết rồi, mấy chục năm nay, mấy năm nay thì chúng ta thấy hoài vậy ha. Và có quan trọng á là cái cách mà họ làm ồn ào như vậy đó, những cái người mà con nhang đệ tử, những cái người mà ủng hộ Thiền Em á, họ cũng học theo cái cách đó. Có lẽ là trong vô trong Thiền Em mà họ họ dạy cái chiêu đó hay sao á. Và gần đây á thì có một cái người kêu bằng chắc có lẽ là đại đồ đệ ha, tay trái tay phải của Thiền Em á, đó là bà Lan Lan Lư Thưa. Bà nó tuyên bố rằng bà đã lập vi bằng rồi nộp thơ đơn thưa kiện 16 người, 16 người YouTuber mà nói lên những cái sự thật của Thiền Em. Đó là một cái sự kiện kêu bằng chấn động luôn, bởi vì clip trước mình cũng đã nói rồi á, bên kênh cái Việt TV á, là cái bà Lan Lư Thưa này, bà lấy cái tư cách gì, bà là cái mối quan hệ gì với Thiền Em mà bà lại đi thưa những cái người vạch trần sự thật của Thiền Em. Chưa nghe bà nói cái chuyện đó, không lẽ bà tự nói bà là Phật tử của cái Thiền Em đó, cho nên bà giống như là được được ủy thác, được ủy quyền bên Thiền Em thưa kiện. Thì tất nhiên là nếu mà mình thấy cô không có mối quan hệ gì, không có lấy tư cách gì để thưa được hết. Bây giờ nếu bây giờ nè muốn thưa những YouTuber mà nói lên những cái sự thật của Thiền Em á, thì bây giờ mình chỉ điểm nè, thưa cái này trước nè, mới cái rột luôn bài cái kênh VTC News, VTC News mới nói một cái cập nhật một số cái tình hình của Thiền Am đây nè. Họ làm một cái bài với tiêu đề là toàn cảnh lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai. Trước khi bị khởi tố thì thầy ông nội trong ngoặc kép Lê Tùng Vân và các thành viên ở tỉnh Thất Bồng Lai từng vướng vào rất nhiều vụ lùm xùm gây mất an ninh trật tự. Thời gian qua thì những thông tin liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai được dư luận quan tâm, các ý kiến đều cho rằng phải xử lý kiên quyết những vi phạm tại đây, đặc biệt là cái hành vi lợi dụng giả danh để trục lợi đại trái đạo đức, vi phạm pháp luật của thầy ông nội Lê Tùng Vân, đúng không? Ngày 4 tháng 1, công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai, về các tội: thứ nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thứ hai là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân; và đặc biệt là tội loạn luân. Đây là cái bài báo mới đăng trên VTC News, không có cái chuyện mà YouTuber bịa ra những cái chuyện này, đúng không cả nhà?
À, nghe nghe chưa bà Lan Lưu Thưa? Bây giờ bà muốn thưa kiện thì thưa luôn cái kênh này nha. Nó mới đăng lại luôn á. À, ví dụ trước đây thì nói là những cái thông tin có lẽ là từ mạng xã hội, từ thế này thế kia, nhưng mà bây giờ nè, khi mà bà ôm 16 cái đơn bà đi thưa YouTuber á, lập vi bằng rồi đó, thì nên thưa luôn cái kênh này nè. À, cái kênh này rất là lớn. À, không, cái bài báo rất là dài cả nhà. Cả nhà có lẽ thấy search ở trên Google là toàn cảnh lùm xùm tại Tỉnh Thất Bồng Lai. À, bài báo VTC News mới đăng đây. Vậy thì không biết là ý kiến của Lan Lưu Thưa như thế nào, nghĩ làm sao đi đại diện Thiền Am để thưa kiện những người nói lên cái sự thật của Thiền Am, bởi vì rõ ràng đây là báo chí chính thống, người ta đăng, người ta có cái nguồn tin xác nhận và người ta có thể xác nhận lại ở bên phía công an đó, người ta mới đăng tin. Vậy rõ ràng thì bên công an người ta đã cung cấp thông tin này cho nên báo chí mới đăng. Vậy thì những anh em mà YouTuber nói lên những cái câu chuyện của Thiền Am thì cũng xung xung quanh cái câu chuyện này, à, tội lừa đảo, tội lợi dụng và cái tội lùm lon. À, đó là xoay quanh ba cái tội đó, và mấy anh em thì cứ gặp những cái nhân chứng hay là những cái người hàng xóm rồi đó, người ta cập nhật cái thông tin thêm, vậy thì đâu có cái gì đâu đó, đúng không? Quan trọng là những cái thông tin chính thống như thế này nè, không chịu nghe, đi nghe Lan Lưu Thưa, nghe không biết nghe ai, nghe từ Minh Tú hay là nghe ai đó, rồi bắt đầu lên toàn là kích bác, rồi nói xấu chính quyền, rồi rồi thương người này thương người kia, mình cũng bó tay thiệt. À, nhưng mà nói cho Lan nghe luôn nè, thôi sớm sớm đi Lan, thôi sớm đi, hôm qua mình có cuộc gọi điện thoại rất là quan trọng, mình nghe đâu nghe đồn thiên hạ họ đồn thì Lan cũng hơi bị khó ở rồi đó. À, trong thời gian tới là Lan với lại Tống Từ Trần hơi khó ở á, bởi vì nói về cái nhân vật Tống Từ Trần chút xíu đi, cái anh này á là từ khi mà bị công an vào làm việc đúng không, được bảo lãnh thì ảnh bắt đầu cái tiêu đề với lại cái thumbnail đó là ảnh không có nói về Thiền Am nhiều, nào là để lô tô để tùm lum la, nhưng mà trong cái nội dung đó, vẫn nhắc về Thiền Am cả nhà, vẫn bảo vệ bất chấp, vẫn định hướng dư luận, à, rồi công kích những người bên đây, nhưng mà nói bóng gió thôi, không có nhắc tên. À, thì đó là trong một trong những cái dấu hiệu là tăng nặng tội. À, toán toán đợi đi toán. À, nhưng mà cái quan trọng nữa nè, đúng không cả nhà, livestream chơi lô tô. Lô tô là gì? Lô tô là cũng cờ bạc vậy. À, cái đó là vi phạm đó, tại vì có lẽ là cái bản chất của anh này ngày xưa là ghi đề hay gì, nghe đồn là anh này là ghi đề, cho nên bây giờ không có gì làm mà không có thể công kích bên bên phía vạch trần cái sự thật của Thiện Am nữa, cho nên bắt đầu quay trở lại đường cũ cờ bạc. À, đó cũng là nguy hiểm đó nha, nguy hiểm cho xã hội đúng không, cái máu cờ bạc mà có sẵn rồi đó, thì toán hãy đợi đi. Nhưng mà bà Lan nè, Lan đã vô danh sách rồi Lan ơi, khỏi 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 có thưa kiện gì nữa, mất công lắm, còn không ấy thì làm sớm sớm đi, đúng không, làm sớm sớm đi chứ thôi là mai mốt không có cơ hội đâu. À, giác 16 cái đơn rồi rác đóng vi bằng đi ha, thưa kiện. Khuyên Lan là nên sớm lên nhanh ha. À, nhưng mà mình thấy cũng lạ đấy nè, không phải lạ đâu, cái này là có lẽ là cái quy luật, à, có lẽ là cái quy luật nằm ở trong cái hộ gia đình Tà Am bên bờ vũ trụ rồi. Hồi trước khi mà Tà Am bị bắt á, thì cả nhà nhớ không, họ giác cái xe 9 chỗ của họ ha, đi khắp nơi rải đơn để thưa kiện người ta, và đi khắp nơi để lập vi bằng, họ ôm một đống vi bằng kêu bằng giống như là sổ đỏ của bà Hằng vậy đó, cân ký, rồi đơn thưa kiện cũng một đống, mỗi lần đơn thưa thưa là thưa tập thể không, nguyên gia đình kéo nhau đi thưa mà, rồi xong ít ngày xong bị hốt, và tới bây giờ thì cũng đang bị điều tra thêm nhiều tội nữa. À, và Lan á, hình như cũng bị lây dù cái vụ mà vụ đi thưa kiện là cái vụ mà vi bằng nữa nha, đúng không? À, coi chừng Tà Am lập vi bằng ôm đơn đi thưa người ta, cuối cùng dính chưởng. Giờ tới Lan, Lan cũng đang lập vi bằng, cũng ôm thương người ta vì cái vụ của Thiền Am. À, cho nên Lan coi chừng nha, chứ bây giờ hình như là nó rập khuôn với nhau luôn, rất là giống luôn cả nhà. Cả nhà đối chiếu lại chút xíu đây, rất là giống luôn. Xong mà thấy lo quá cho Lan ơi, bởi vậy có nhiều người anh chị cô chú rồi cứ nói là thôi, có cách nào á khuyên Lan bớt bớt lại, tém tém lại chút xíu, chứ càng nói là càng bị đi xa, đi về nơi xa ha. Bởi vì rõ ràng có cái sự việc nó như ban ngày rồi, công an chính quyền người ta đã là vào cuộc, người ta điều tra, người ta đã khởi tố rồi, rồi báo chí chính thống lên tiếng rồi mà vẫn bênh vực bất chấp để định hướng dư luận thì còn gì để nói nữa, đúng không? Không lẽ có vấn đề gì cái chỗ suy nghĩ cả nha. Nếu mà có vấn đề suy nghĩ thì đâu có thể lên nói hàng ngày ra rã vậy được. À, biết đó, có biết, có nhận thức được đó, nhưng mà cố tình làm sai, cố tình làm trái thì đó là cái hình thức vi phạm. À, để xem, chúng ta chờ xem Lan Lan thưa được ai, hay là Lan đi 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 với nội ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.